khô khô đã ngâm nước rồi nha, ngâm cho nó nở cho nó mềm ra. Và đây là hành củ khô cũng đã cắt sẵn ra từng miếng này. Và đây là bột mì. Giờ mình sẽ đổ vào. Bột mì. Rồi là cho hành khô, tôm khô, cho chút gia vị như là muối, chút hạt nêm. Bây giờ mình đi quậy cái bột này nhá. Bột này phải quậy cho nó tan lên nhé. Từ từ thêm nước nha, các bạn không được cho một lúc nhiều nhiều nước đâu. Cứ từ từ quậy như này đó, quậy cho nó tan đã, xong rồi một lúc xong mình sẽ thêm nước vào. Tại vì nhiều nước quá thì nó lỏng đó, mình chiên nó sẽ không có ngon lắm. Quậy ra khi nào cho bột nó tan hết thôi nha. Đừng để bột vắng thịt nha. Mình chiên thì cái bột vắng thịt của nó ngon. Món ăn này là của người Trung, Malaysia. Mình thích ăn món này lắm. Rồi bột nó đã tan rồi. Bây giờ cho tôm khô. Cái tôm khô này lúc mình ngâm con nước á, mình cũng có thể là đổ luôn nước tôm khô vào luôn đấy. Tôm khô và hành khô, bóc nó mát vào một chút. Bây giờ sẽ cho thêm gia vị vào một chút hạt nêm, chút hạt nêm. Và một chút muối. Cái món này bạn nào mà thích ăn cay á, cho ớt vào ăn hơi cay cay ngon lắm. Tại vì mình có con nhỏ đó, con mình cũng thích ăn nữa nên là mình không thể bỏ ớt được. Cay con nhỏ mình cũng ăn được. Bây giờ bột đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi chiên nhé. Thôi chưa, thơm chưa rồi. Có mùi của tôm khô này, hành khô này, thơm lắm. Bây giờ mình đem đi chiên nhé các bạn. Có tôm khô và lại hành khô á, mình chiên lên đó thơm lắm. Các bạn thử làm món này đi, đảm bảo ngon tuyệt vời luôn nhé. Không còn nhiều dầu quá đâu, nhiều dầu quá ăn sẽ ngán. Để lửa nhỏ trung bình nhé các bạn, không được lửa to quá, to quá nó sẽ không chín được bột ấy. Xong với lại nó sẽ bị cháy. Nó vàng chứ, vàng thơm chứ. Cái món này là các bạn vừa mới chiên xong ăn lúc còn nóng là nó sẽ ngon hơn nha. Còn để nguội ăn nó không ngon là lúc nóng này. Mình sẽ chiên trước một miếng này, ăn thử các bạn xem nhé. Con mình lát nữa mới ăn nên là mình chỉ chiên trước một miếng rồi mình ăn thôi.
chứ để nguội để ra ăn nó mới ngon, rất ngon. Mời các bạn nhé, mình ăn thử cho các bạn xem nhé. Giòn, thơm, ngon lắm. Cái này phải ăn nóng thì ngon. Hoặc là ăn nóng á thì nó sẽ giòn hơn. Ăn trứng con tôm khô á thơm, với lại hành lá nó cũng thơm thơm của mùi hành lá. Ăn trứng tôm khô á thì nó thơm của mùi tôm khô. Cái tôm khô này á thường đã ngâm nước nóng rồi đó nên là nó mềm rồi, nên là sao cái này ăn lúc nóng nó giòn thật ngon. Phu phu xẹo phu, anh bảo anh không ăn mà bây giờ thấy mẹ ăn ngon anh cũng ăn. Cực kỳ giòn và ngon. Bye bye các bạn nhé. Ngon không? Bây giờ mình sẽ đứa con mình ăn miếng này và mình sẽ đi chiên tiếp phần bột còn lại chiên cho khi nào hết thì thôi. Món này ăn sáng, ăn trưa, nói chung là buồn thì ăn thôi. Các bạn làm thử xem. Ngon lắm. Và tại vì nó có mùi của tôm khô ăn nó thơm. Và mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mình đi chiên tiếp cái phần bột còn lại nha. Bye bye các bạn nha.